Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Hôm nay mình vào trong đây tiếp tục là một cái con game MU rất là quen thuộc nhưng mà cực kỳ mới ở cái giai đoạn này. Vì đây là một cái con game MU update beta, nó theo thời điểm luôn em. Có tên là mufika.com. Đây là chuẩn web gen xe sành 19, không hề sai một chút xíu nào hết. Và lúc trước mình đã có review, đã có nói men mén tới là cái con GL được tăng sức mạnh, tăng thêm một cái kỹ năng, và kế theo đó là con DL là được tăng lên một cái skill quả, và kế tiếp đó là bộ ba quyền thoại, đó là cái con GF của mình. Thì con GF của mình nó vượt xa ý nghĩ của mình anh em. Mới đầu mình tưởng đâu là nó cùi chuối ở những cái phiên bản khác, mà bây giờ nó vô thật là bá luôn nha anh em. Các anh em thấy nè, một mình một ngựa luôn, không cần lôi kéo gì hết. Đây mình sẽ vô cái bản bon cho các anh em xem. Cái bản bon của mình thì sức mạnh cộng hơi lố chút xíu, vì ở đây là mình đang test cái hướng là mình lấy cái đâm tay cho cao, nhưng mà nó không có hiệu quả. Cho nữa mình sẽ cho nó đi lại là cái hướng nhanh nhẹn nha anh em. Và mình sẽ phân tích luôn cái lượng điểm của cái con GF quyền dương này cho anh em biết một chút xíu nha. GF quyền dương còn gọi là thiết binh, thì ở đây nó có 3 hướng cộng điểm. Hướng thứ nhất là chúng ta có thể là cộng nhanh nhẹn, hướng thứ hai cộng là thể lực, và hướng thứ ba cộng là năng lượng. Và đầu tiên, đa phần ở những cái xe sành mà không reset, còn gọi là non reset, thì 10 anh em hết 9 người người ta sẽ cộng vào nhanh nhẹn. Vì đây là mình sử dụng một cái skill là cho nó xa, nhanh nhẹn càng cao thì các anh em thấy nè, phòng thủ chúng ta càng nhiều nè, tốc đánh càng cao nè, tỷ lệ phòng thủ ngon nè, và tỷ lệ bơi 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 thì nó cực kỳ cao luôn. Nên là cái thông tin và chỉ số ở cái mục nhanh nhẹn nó cực kỳ là bắt mắt, để đem lại cho anh em chúng ta một cái lượng đam nó ngon lành nhất của cái gì class này. Thì ở đây là STG anh em vừa cộng để mặc đồ, nhanh nhẹn thì cứ việc mát vô, thể lực á thì vừa cộng cũng để mặc đồ, vì cái con này cộng vô HP mới mặc đồ được nha anh em. Và năng lượng thì anh em cộng vừa đủ để học skill. Và các anh em khi chơi cái con game Mufika này thì các anh em chỉ việc cho mình là kiếm làm sao được một cặp bao tay gồng cho em mát. Một chút xíu nữa mình sẽ nói sâu xa hơn. Và cái đường cộng thứ hai là chúng ta có thể là cộng bên thể lực. Thể lực nó thì người ta đã có để nè, sát thương giao tranh và tấn công cận chiến. Thì thể lực này mình đã có review ở bên cái con game là Lost Container. Thì mình chơi cái skill hóc anh em, skill là móc linh hồn, và chúng ta có thể là quánh cận chiến thôi anh em. Nhưng mà cái đó là phải đi tem đi trong là công thành chiến, và mình có thể là mình đi theo boost. Khi mà mình lên đồ cho cao máu mình trâu nữa thì mình có thể trụ được. Còn hô mà đợi đi solo ở ngoài thì mình dùng cái mà kỹ năng hóc và cộng theo cái hướng HP thì nó hơi tù túng chút xíu. Tại vì cái kỹ năng và cái đam của mình không có thể đi xa được, xa nhất là cái đam của nhanh nhẹn. Và tiếp theo là cái hướng cộng thứ ba là cái hướng năng lượng. Ở đây là ở trên phiên bản xe sành 19 web gen cho chúng ta biết là GF đi theo hướng mana, nhưng mà mình chưa có test cái hướng mana. Ở đây là mình sẽ review trước cho anh em là ba hướng cộng điểm hoàn chỉnh xe sành non reset, thì chúng ta hãy cộng là nhanh nhẹn là chủ đạo. Cái này có thể là biến chế cộng ở bên thể lực cũng được, cộng bên năng lượng cũng được, chúng ta có thể test nha. Và test nó rất là dễ. Ở những phiên bản khác thì chúng ta phải mua trái cây, chúng ta tẩy hay là gõ cái đệm là tẩy bô in rồi các kiểu. Còn ở đây bên Mufika thì cho chúng ta những cái quả tẩy free ở trên shop, mua bằng gem nhưng nó rất là rẻ luôn. Anh em có thể là vào cho nó mua, đợi mình tẩy cho anh em xem. Thì các anh em thấy nè, cái lực công của mình á thì nó cực kỳ cùi luôn, nó chỉ còn là 450, và tốc độ của mình thì chỉ có 133, phòng thủ là 388, và tỷ lệ phòng thủ là 88 nè, tỷ lệ BWB là tới 690 mấy lần anh em. Rất là cao. Và mình sẽ vào cho anh em xem cái set đồ của mình. Set đồ của mình á thì mình đã có đi quăng bot rồi đi săn bot ngày đêm hỗ trợ các kiểu anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem. Vì sao mà mình kêu anh em kiếm được một cái cặp găng tay gồng? Thì cặp găng tay gồng cho chúng ta là một cái kỹ năng mũi tên phượng hoàng. Mũi tên phượng hoàng ở cái phiên bản này nó cực kỳ bá anh em à. Mình đã có một cặp đây, một cặp nhá. Cái này là cái mini win, thì anh em có thể là xây ra bằng gen với trị giá là 3m. Cái đó là mình đã có review rồi. Ở đây là một cái set đồ mà mình quăng bot ra. Đấy, không có gì bắt mắt, chỉ là bặn lên cho nó tâm xịt tâm cho nó đẹp thôi. Vì sao mà mình kêu anh em để mà kiếm được cặp găng tay gồng tốt nhất, thì ở đây mình sẽ chứng minh cho anh em thấy. Mình sẽ tắt
cái này cho anh em thấy. Hiện giờ mình đang dùng là mũi tên Phượng Hoàng, mình vào trong đây mình đổi là những kỹ năng chánh thống của máy. Ở đây là có gầm thét, có ảo ảnh liên hoàn, mình sẽ bấm ảo ảnh liên hoàn cho anh em xem. Nó clear quái không được one hit, các anh em thấy không? Nó bu nó quánh con quái rất là lâu luôn, nó clear quái không có được nhanh nha anh em, nó không bằng cái mũi tên Phượng Hoàng. Mũi tên Phượng Hoàng thì cực kỳ bá luôn. Và những anh em nào mà thích những cái skill nào thì anh em có thể chơi skill nấy, nhưng mà mình khuyên anh em kiếm làm sao được cho mình một cặp găng tay gồng. Đầu game thì cặp găng tay gồng này nó cực kỳ là mạnh luôn. Và từ trước tới sau anh em có skill gu, có kỹ năng gu gì đó thì các anh em có thể là dùng ảo ảnh liên hoàn, rồi không thôi là dùng những cái kỹ năng gu hoặc là những cái mà có trong vũ khí khác, thì anh em có thể là kiếm ở trong là vũ khí tân thủ là cú đấm ngọ hổ và cú đấm ngọ long, tất cả đều có hết nha. Và mình sẽ cho anh em, mình sẽ chứng minh thêm một cái kỹ năng nữa cho anh em xem. Mình bấm vô trong đây chắc con của mình nó sẽ về làng sớm thôi. Ở đây mình sẽ có một cái kỹ năng là gầm thét, ở đây là vật ngã và mình luôn đây, mình sẽ bấm lại cho anh em xem. Đây là ảo ảnh liên hoàn nha, hai cái này cái nào cũng ngon hết nha anh em, mà mình thích nhất là cái mũi tên Phượng Hoàng, kỹ năng nó ra đẹp và nó kết liễu quá nhanh. Thì mình sẽ chuyển kỹ năng qua bên một cái gầm thét, quánh đùng đùng liền anh em. Gầm thét cộng theo hướng ene là sẽ phát huy hết sức mạnh cây máy. Các anh em thấy là nó chưa có gì gọi là nguy hiểm, đam nó hầu như là không có luôn, tại vì nó là phải ăn đam bên ene nha anh em. Thì anh em có thể là test nha, các anh em thấy không, lượng đam nó cực kỳ nhỏ luôn. Và mình sẽ chuyển sang một cái phần quật ngã. Quật ngã này anh em phải cộng vô hướng nào? Quật ngã này anh em phải cộng vô hướng là HB, nó đi chung với một cái skill là hóc. Các anh em thấy nè, quật ngã không có đam luôn, các anh em thấy chứng minh chưa, không có đam luôn. Mình sẽ bung gần lại cho anh em xem. Đấy, nó quật ngã nó quơ như đúng gò luôn nhưng mà nó không có đam nha. Có đam chỉ có là ảo ảnh liên hoàn và một cái là skill mũi tên Phượng Hoàng. Các anh em thấy ảo ảnh liên hoàn, ảo ảnh liên hoàn nó sẽ quánh là đa mục tiêu không hề bàn cãi luôn, clear quái rất là nhanh, hầu như là các anh em nhìn là one hit luôn, chứ không phải mà nó bư 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 như cái skill mà ảo ảnh liên hoàn. Các anh em thấy không, quái vừa phực ra là one hit mà như là nó nổ đam nhân ba vậy đó anh em. Ví dụ là mình quánh ra một đam, còn cái này nó quánh thêm là nó bồi thêm đó là hai đam hoặc là ba đam nữa. Các anh em thấy cho kỹ nha, con quái là tự nhiên là nó bốc hơi luôn đấy. Còn skill ảo ảnh liên hoàn mình bu chừng nào mà nó hết HP con quái nó mới bốc hơi phải không. Còn cái này anh em xem kỹ nè, thì mình vừa tung chiêu là con quái đầu dính đam, còn mấy con quái khác tự động nó bốc hơi luôn. Là mình thấy cái skill này nó cực kỳ khỏe nha anh em. Khi mà cộng bên cái phần anh ghi thì dù muốn dù không gì thì anh em cũng phải chơi là ảo ảnh liên hoàn cho nó tuyệt đối. Còn ở giai đoạn đầu game anh em mới có điểm một chút xíu thôi, anh em phải phân bố ra rất là nhiều vì cái con này mình phải chia ra hết. Thì anh em là cộng bên phần là STG, cộng nhanh nhẹn, cộng vô phần thể lực rồi mana, anh em cộng vô 404 mana là anh em mới học được những cái skill là xuyên giáp rồi tăng HP, tăng phòng thủ, ba cái boost cơ bản của ghẻ. Đặc biệt thì cộng thể lực là anh em mới mặc được cái set đồ đây. Thể lực nó yêu cầu cho chúng ta là 308, nó cần cái lượng thể lực rất là cao, nên khi mà anh em chơi cái con ghép này thì binh biến làm sao cho mình có được một cái cặp găng tay như vậy, anh em farm rất là nhanh, rất là nhàn luôn. Và bây giờ mình sẽ đi về mình mua cái quả, mình tẩy điểm vừa đủ điểm để mà mình mặc găng tay, mặc xếp đồ. Còn bao nhiêu mình sẽ dồn hết vô phần anh ghi cho anh em thấy là cái lượng đam và cái lực công nó như thế nào. Để mình farm một cái nữa cho anh em thấy nè. Ở đây là 1k7 đam. Khi chúng ta farm ở đây là 1k7 đam. Mình muốn hạ cái phần STG thì anh em phải mua cái quả STG nha. Đây quả STG đây. Các anh em mua cái quả. Và nó cũng ở một cái phiên bản đầu của cái con là Lost Container. Là anh em phải hạ hết đồ xuống. Không chữa gì trên người nha. Hạ xuống hết. Khi mà ăn cái quả này xong rồi chúng ta hãy cộng rồi đưa lên lại. Đây mình sẽ ăn vô. Nó hỏi mình chấp thuận mình ăn không. Thì mình ăn vào. Anh em mua nó không có nhiều gì anh chứ á. Thì bây giờ mình sẽ gà vô từ từ lại. Nó cần bao nhiêu điểm, anh em gà vô rồi cộng điểm lại nha. Cao nhất là 314 STG nha. Thì anh em gõ cho mình một lệnh là ADD STG 314 điểm nha anh em. Thì như vậy là anh em đã mặc được full cái set đồ. Còn bao nhiêu điểm thừa thì anh em có thể là farm hết vô phần anh ghi. Cần thiết là anh em phải có cái mana này nha. Có mana anh em farm cho nó. Không có mana thì anh em farm nó hơi hụt hẳn chút xíu. Tại vì mình quăng boss ra thì nó có cái gì mình dùng cái nấy. Thì bây giờ cái điểm thừa của mình còn lại 576. Mình cộng hết vô phần nhanh nhẹn này nữa thì nó lên cực kỳ cao luôn. ADD anh ghi. Thì anh em thấy nè, cái lực công tay của mình đã hạ xuống từ 3k, nó hạ xuống còn 2k9 cũng không đáng kể nha. Tỷ lệ phòng thủ của ta lên rất là cao nè, tỷ lệ phòng thủ ở dưới đây lên rất là nhanh luôn. Nhanh nhẹn á thì mình lên 197 nè, rồi tỷ lệ phòng thủ thành công nè, và sức tấn công khi mà đi BK nè. Các anh em thấy chỉ số nó lên rất là cao nha. Và mình sẽ lên mình test lại ở trên map ta căng. Thì hiện giờ ở với một chế độ như vậy thì anh em chỉ việc lên ta căng thôi. Lên map cao nó cũng được, mà các anh em tốt nhất ở ta căng. Tại vì lên map cao anh em quánh tầm 5-6 cái mới chết một con quái, mà lượng S nó cao lên được có chút xí
á. Còn bây giờ mình ra là mình quanh hết, ra mình quanh hết thì cái lượng RAM của mình nó lên rất là nhanh, rất là cao. Kèm theo đó là S của mình nó lên rất là cao nữa. Đây mình sẽ test một cái bãi quái này cho anh em xem. Hôm nãy là mắc RAM nó lên 1K4, bây giờ mắc RAM nó sẽ lên 1K6, 1K7. Anh em nhìn kỹ nha, mắc RAM nó sẽ lên 1K6, 1K7. Và mình sẽ chuyển sang cái chế độ là ảo ảnh liên hoàn cho anh em xem. Xem mắc RAM cái máy lên bao nhiêu. Mắc RAM cái máy lên 2K5 thì hiện tại bây giờ mình cộng bên cái hướng ANGI thì nó sẽ phát huy tối đa cái lượng RAM của ảo ảnh liên hoàn. Các anh em thấy chưa? Khi mà ANGI chúng ta lên càng cao thì sử dụng cái skill này nó càng hiệu quả. Nhưng mà ở giai đoạn đầu anh em không có thể nào mà cân đo đong đếm được cái lượng build của anh em, vì chúng ta phải phân bố rất nhiều. Muốn mặc set hay là đeo win hay là đeo vũ khí, anh em phải phân bố điểm ra hết. Thì chỉ có là cái mũi tên Phượng Hoàng này nó giúp anh em farm nhanh nhất thôi. Mình đã test đi test lại những cái skill khác, không có cái nào mà farm nhanh bằng cái này. Vì cái này lực tay của nó lên cũng cao và lượng đam của nó lên thì cũng khá ổn. Thì chỉ có hai cái này thôi, hai cái này là boost, còn cái hậu thang hay là tăng thể lực, tăng phòng thủ, xuyên thấu đồ á thì mấy cái đó cũng cần thiết, nhưng mà cần thiết đi BK nó nhiều hơn. Còn đi farm quái như gì á thì các anh em có thể là dùng hai cái skill cho mình được rồi. Một cái là mình tăng để mà mình xuyên giáp, một cái mình tăng theo một cái skill chuẩn của mình, là anh em có thể là farm nó vô tư nhẹ nhàng thoải mái. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Chơi một cái con nhân vật GF quyền dương thiết binh cũng là nó nha. Và ở một cái session cao thì nhiều anh em rất là bối rối, không biết cộng điểm ra sao và test dam làm sao để cho nó ra một cái bản buin, một cái kỹ năng chuẩn để đi BK. Thì mình sẽ đúc kết ra những cái gì mà mình tìm hiểu được, mình biết được, thì mình sẽ lên trên đây mình review, mình chia sẻ cho anh em biết và theo dõi. Những anh em nào mà xem tới đây có những gì thắc mắc hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha anh em. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình nha. Hẹn anh em vào cái video lần sau, mình sẽ ép một cái win 2 bonus cho anh em xem.